hơi mặn. Ok, mở. Hơi mặn. Đưa mẹ chẳng đọc câu à. Lát thôi là cố nha. Ok. Xong nhà nó nhà nó chúng cạn môi mà chúng cạn môi ai nhà Tôi có lực để đừng có lực để don't check my hand. Thank you.
Kỳ ơi, chị Kỳ ơi, anh nhỏ à, bước ấp ấp mà còn bước ong. Bước khăn khăn mới thật bước đi phơm phơm mà chứ nhỉ. Đặt đặt mà đọc mà thì ai ê ai ai rồi cái tí ai được đọc đọc chứ thì đọc mà đọc mà nhớ mà hiểu đọc thì đọc hiểu đâu nhớ mà hiểu em ạ hiểu